Chào mọi người, chào các anh em võ sĩ. Hôm nay mình chia sẻ cách cắt xốp bằng dây đốt. Đây là dây đốt mình xài loại dây đàn số 1 ha. Mình cắt dài nó là khoảng 16 cm, tương đối với lại mình xài cái cục transformer này đó, là nó ngõ nó ra là 12V tới 24V. Từ 2A cho tới 10A là xài ngon. Thì ở đây á, mình xài lý do mình xài qua cái cục này đó, cái cục để mà control, để điều khiển cái dòng điện mạnh hay yếu nè. Nó kêu là dimmer switch ha. Ra tiệm lâu và mua cái này là 22 đô. Thì ở đây cái cách câu đó, mình câu từ cái dây điện nhà ra nè, từ trong vách ra nè. Một dây đi thẳng qua cục transformer ha. Đó. Một dây đi vô trong cái cục này, là dây đen đó, vô cái dây đen qua cái cục điều khiển này nè. Đó, rồi nó qua nó điều khiển xong thì nó sẽ cho ra cái dây đỏ, nó đi vô trong cục transformer dây nọ. Đó, cục này thì nó có một cái là nó được cái tắt nè, on off, nó ngắt dòng điện luôn, rồi nó chỉnh luôn. Đó, mình chỉnh lên xuống luôn để tăng giảm. Thì cục transformer này đó là nó 12V 3.7A. Đó. Nay mình sẽ chia sẻ hai cái hệ thống để cắt. Và đây là mình cắt cái loại bình ắc quy 12V 12A, nhưng mà lâu rồi, cũng mấy tháng rồi không có sạc, cho nên nãy mới đo nó còn 11V. Rồi cái bàn mình làm như vậy ha. Mình sẽ cắt thử cho mọi người coi bằng transformer chip. Mình trước tiên mình cắt thử miếng, mình coi thử coi nó sao. Nếu mà thấy nó chưa được đó, thì mình chỉnh cái nút đó cho nó lên cái mực mạnh bao nhiêu ha, mình yếu như thế nào. Đó, cắt mà nó ra còn tươi như vậy nè, nghĩa là nó đang còn yếu ha, chưa có đủ. Giờ mình tăng thêm chút nữa. Rồi. Cắt thử coi. Rồi, ngọt ha, ăn ngọt luôn, không có bị dính lại như vậy nữa. Đây là mút dày khoảng 2 cm ha. Mình làm cái bàn lý do là từ đây lên đây cao là 16 cm, để mình cắt cái mút dày á. Đó. Dày khoảng 5-7 cm cũng được, từ đây qua đây rộng để cho mình dễ lái ha. Mình dễ điều khiển cái tay mình, điều khiển miếng xốp. Đó, không còn dao còn gì hết ha. Nhọn như lưỡi lam luôn ha, cắt ra rất là đẹp. Cắt rất nhanh, rất lẹ mà đẹp nữa. Chứ không có cần phải dùng dao cắt ha, dao cắt không có được đẹp đâu. Rồi. Bây giờ mình sẽ xài cái mút khoảng chừng 7 cm. Dày thì mình chỉnh cho nó mạnh lên tí xíu nữa. Mọi người thấy cái dây đỏ lên luôn ha. Cứ từ từ đi. Trường hợp mà thấy cái dây mà nó dùng á, thì mình vặn cái ốc vít này nè, mình vặn lên cho nó căng cái dây ra. Rồi, đó là cái cách cắt xài cái hệ thống ấy ha, xài cái hệ thống mình căng quá. Xài cái hệ thống của transformer. Bây giờ mình xài qua cái điện bình ắc quy. Tháo ra, kẹp ra nè. Tạm căng như là được không? Thì cũng còn căng.
Yeah. Rồi một đầu kẹp cho cái cọc ở dưới ha. Đầu kẹp cho cọc ở trên. Trước tiên mình không biết là cái bình nó mạnh hay không. Nhiều khi cái bình nó quay nó quá mạnh á, thì mình kẹp vô lưỡi dây nó đỏ quá, nó cháy bức, thì mình kẹp từ xa trước. Thì 16 in hoặc 16 cm, từ đầu dưới lên đầu trên. Mình cứ cắm đây trước đã, để mình thử. Đó. Cắt này mình thấy nó hơi yếu. Hơi yếu thì thay vì cái loại transform kia mình có cái đồ chỉnh đó, cục để điều khiển dòng điện mạnh mạnh yếu đó, thì mình chỉnh nó tiện. Còn cái này á, không có thì mình xài như gì. Cái dây cắm cái đầu này nè, mình dời xuống đây. Tức là càng dời cho cái dây đốt nó ngắn lại á, thì cái điện nó càng đỏ lên, nó càng mạnh lên. Không, nó càng đốt đỏ lên mạnh hơn. Đó. Cắt chiều dài nè. Hơi yếu, nếu hơi yếu ha, mình dời xuống thêm tí xíu nữa. Rồi mình cắt vuốt dày nè, 7 cm nè. Thường nếu mình không mua cục điều khiển kia được đó, thì mình hoặc không có điện ở nhà xài đó, trên núi trên rừng rồi thì nhiều khi mình xài bình ắc quy cũng được. Đó, mình cắt. Cái này là không có sợi giật nha, cái này nó chỉ là dây đốt thôi, nó nóng tay mình, phỏng tay mình thôi chứ không có giật. Đó. Tại vì cái ngõ ra nó là chỉ có 12V thôi, bình ắc quy không có giật. Đó. Rất là ngọt ha. Ok. Rồi video mình hướng dẫn tới đó ha. Mọi người có câu hỏi nào cứ viết comment bên dưới, nếu mình biết mình sẽ trả lời. Rồi chào hết tất cả mọi người nha. Bye bye.